Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 24 Tết. Tôi với một cái nghề luật sư, tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện vui. Tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện ấm áp ngày cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái câu chuyện nghề mà tôi rất là vui. Tôi muốn các đồng nghiệp luật sư chia sẻ một chút niềm vui đó cho tôi. Và tôi muốn nguyên đơn, bị đơn, những người anh chị em ruột thịt trong gia đình cùng chung niềm vui với tôi. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của tôi sẽ bắt đầu như thế này. Tôi nhận một cái vụ việc, và khi mà tôi nhận cái vụ việc từ một cái bản án giám đốc thẩm hủy trở về, và cái cô em thư ký mà khi nhận vụ kiện thì em mới chọc tôi là chị sao nhận toàn là những cái hồ sơ cùi bắp không ạ? Thưa quý vị và các bạn, và vì trong cái vụ kiện này có yếu tố nước ngoài cho nên phải ủy thác tư pháp, tôi đã giúp đương sự đi ròng rã, đi nước ngoài, gửi hồ sơ ra nước ngoài, về hợp pháp hóa lãnh sự cho hay đầy đủ. Và rồi cận kề một cái dịp Tết thì các bên đương sự đã thỏa thuận được với nhau toàn bộ nội dung vụ án. Đây là một cái vụ án tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. Cái câu chuyện là 4 nguyên đơn khởi kiện yêu cầu một anh chị em còn lại phải có nghĩa vụ chia thừa kế bằng quyền sử dụng đất cho họ, vì họ cho rằng đây là tài sản của ba mẹ để lại. Và bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân cấp huyện, bản án của Tòa án Nhân dân cấp thành phố giữ nguyên cái quan điểm là bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bác yêu cầu khởi kiện có nghĩa rằng cả 4 nguyên đơn đều không được chấp nhận cái phần di sản mà mẹ để lại. Trong cái vụ kiện dân sự nêu trên thì tôi cũng có một luật sư đồng nghiệp làm quen biết. Thì anh nói với tôi rằng là anh đi một cái vụ kiện cũng hơi dài, từ sơ thẩm phúc thẩm. Mà sau khi bản án phúc thẩm thì anh bảo là sau khi mà bản án phúc thẩm có hiệu lực thì anh lại giúp họ làm một cái đơn kháng nghị giám đốc thẩm. Và thế là hồ sơ quay lại vị trí ban đầu, bản án giám đốc thẩm trở lại vị trí ban đầu và nhận định những cái số 1, số 2, số 3 gì đó. Và khi nhận cái vụ kiện này từ ở cấp sơ thẩm sau khi bản án giám đốc thẩm, nói thật với quý vị và các bạn, một cái niềm tin, một cái gì đó tôi cảm thấy mệt mỏi. Và tôi có điện thoại hỏi luật sư đồng nghiệp, tôi bảo rằng là thế bạn còn có tham gia cái vụ kiện này nữa hay không? Thì bạn bảo là không. Và các bên đương sự đã thỏa thuận được mỗi người bị đơn, tức là cái phần chị bị đơn đó, chị thối lại cho mỗi 4 nguyên đơn là một người một cái số tiền. Thì tôi có chuẩn bị một cách hồ sơ chu đáo để giúp các bên đương sự chuẩn bị về đơn, rút đơn khởi kiện, chuẩn bị về những cái gì cần thiết về mặt tố tụng để cho cái buổi hòa giải và giao nhận tiền một cách tương tác nhất. Tuy nhiên thì tại cái buổi nhận tiền và rút đơn khởi kiện thì tôi lại gặp một luật sư đồng nghiệp, luật sư nguyên đơn. Anh bảo với tôi rằng là cái số tiền mà các bên nguyên đơn nhận thì nó nhỏ và nó thiệt hại gì đó. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã nói với anh như thế này: làm cái nghề luật sư là quyền lợi của họ ở thế nào thì mình chấp nhận, chứ mình cũng không thể nào thế này là lớn, thế này là nhỏ. Và phải thừa hiểu được rằng cả hai cấp tòa án đều bác, không chấp nhận cái yêu cầu khởi kiện. Vậy thì trong cái việc mà đi khởi kiện tới này, không biết nguyên đơn có được phần di sản thừa kế hay không, mà việc vụ kiện nó không biết nó dừng lại ở như thế nào. Và tôi đã đúng ra là anh là nguyên đơn, anh phải giúp các bên đương sự làm cái động tác này. Vì tôi là chủ quan, tôi cho rằng trong vụ kiện chỉ có mình là luật sư cho nên mình chỉnh chu. Tuy nhiên nếu đúng ra trên nguyên tắc anh là luật sư phía bên nguyên đơn, anh phải tròn vai, anh phải cho họ một cái đơn, rút đơn khởi kiện, đó mới đúng là một luật sư thật thụ. Tôi cũng không trách anh, tuy nhiên một cái chút than phiền nhỏ về cái nghề, về kinh nghiệm. Thôi thì cái niềm vui lớn nhất của tôi trong cái ngày 24 Tết này, đó là các bên đương sự đã gặp nhau, cái quyền lợi của bị đơn san sẻ một ít cho các nguyên đơn, và tôi thấy họ xưng với nhau. Tôi không có đi những phiên tòa trước, nhưng mà họ xưng với nhau rằng là chừng nào chị về, hôm nay ăn Tết như thế nào, rồi năm nay có cúng ông Táo không, năm nay có về hay không. Một cái tình cảm mà gần như họ chưa hề xích mích, họ chưa hề kiện tụng ở tòa án. Một cái niềm vui dâng trào lên của bất kỳ một luật sư nào đó trong cái vụ khởi kiện mà các bên đương sự đã chấp nhận được một phần nào đó. Thưa quý vị và các bạn, khi nhận được cái thông điệp rằng phía bên nguyên đơn nhận một cái số tiền nào đó, thì tôi đã rất là vui. Vì các bạn biết không, cho dù tôi là người bảo vệ cho bị đơn, tuy nhiên tôi hiểu được rằng nguồn gốc quyền sử dụng đất mà chị bị đơn của tôi có được ngày hôm nay là do cha mẹ của họ tạo ra. Và nếu như trong trường hợp ngày hôm nay họ bây giờ họ có đi một cái vụ kiện có già như thế nào đó, thì cho dù cái bị đơn của tôi có thắng một cái vụ kiện đi chăng nữa, thì cái tính kết nối, cái tính nhân văn trong hồ sơ lại không có. Tôi xem hồ sơ thì khởi kiện vụ kiện, nếu không kể từ Ủy ban Nhân dân xã, thì vụ kiện kéo dài từ năm 2003. Mà quý vị biết rồi, từ năm 2003 mà tới năm 2018 là 13 năm. 13 năm cho một vụ kiện, dài lắm quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhân một cái vụ kiện mà các bên tự thỏa thuận với nhau toàn bộ vụ kiện, tôi rất là vui vì trong cái nghề của mình ít ra nó cũng còn có nhân văn, ít ra nó cũng còn có một chút ấm của tình người, một cái sự dây kéo lại khi ba và mẹ đã chết, anh chị em, cái tình thân, cái ruột thịt. Đó là một cái phương châm hành nghề, và tôi nghĩ không phải riêng một cá nhân luật sư là tôi, mà tất cả các anh chị em khi làm cái nghề tranh tụng, trong một cái buổi ngoài giải thành, trong một buổi mà quyết định không nhận sự thỏa thuận, hoặc các bên đã có với nhau được một cái đường lối giải quyết, thì vui lắm quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ cũng đã hơn 10 năm làm nghề, nhưng tôi cố gắng không tắt cái ngọn lửa từ trong trái tim về tình cảm của một con người và một con người. Người ta bảo là lúc nào luật sư cũng phải giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng. Tôi mong muốn qua cái video này kể một loạt những cái trăn trở cái cuộc đời hành nghề. Thôi bây giờ tôi không kể những cái khó khăn nữa, mà tôi kể những cái đường của cái hành nghề. Tôi có gửi cho mỗi anh chị em một cái cặp visit, và tôi cứ cười tôi bảo rằng nếu sau này có những cái vụ kiện gì đó thì hãy đến và nhờ luật sư Thu, vì ít ra rằng là luật sư Thu đã mắc tay trong cái vụ kiện mà công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Thông qua cái video này thì tôi cũng cảm ơn anh thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn em thư ký đã nỗ lực dốc sức hết cho bản thân hai luật sư của tôi và luật sư đồng nghiệp cùng với các nguyên đơn, các bị đơn để họ gặp nhau ở một điểm chung. Và tôi cho rằng mỗi người đạt được mục đích của họ là rút đơn khởi kiện, nhận tiền và giảm mất cái quyền lợi thiệt hại đi đến mức tối đa nhất. Tôi xin trân trọng cảm ơn.